Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Hồi tháng 11 thì Mê Khủng Long TV đã gửi đến các bạn video 10 giống loài động vật tuyệt chủng bị con người. Video này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người xem cũng như nhiều ý kiến phản hồi. Và thật là trong một video chỉ có thời lượng 20 phút thì rất khó để nói hết những vấn đề liên quan cũng như đề cập đến tất cả những giống loài động vật đã tuyệt chủng vì những hoạt động của con người. Vì thế Mê Khủng Long TV chỉ có thể tạm thời chọn ra 10 loài có nhiều thông tin nhất để đề cập trong video lần trước. Hôm nay, thể theo yêu cầu của nhiều bạn khán giả, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập thêm 10 giống loài động vật khác cũng bị bay màu khỏi trái đất này vì bàn tay của con người, dù là vô tình hay cố ý, trực tiếp hay gián tiếp. Ngoài ra thì Dynoman cũng xin phản hồi một số ý kiến của người xem đã được nêu ra trong video trước. Trước hết thì có khá nhiều bạn nêu ý kiến rằng người châu Âu chính là tội đồ hay nói cho vui là báo thù của các loài động vật trên trái đất. Đúng là nếu thoạt nhìn thì có thể bạn sẽ thấy người châu Âu đã nhúng tay vào khá nhiều sự tuyệt chủng của các loài động vật, nhất là khi họ bước vào cách mạng công nghiệp và mở rộng thuộc địa ra khắp thế giới. Tuy nhiên về cơ bản thì đây là hệ quả của cách mạng công nghiệp, sự phát minh ra những công cụ mạnh mẽ, sự xuất hiện liên tiếp của các thành tựu khoa học trong tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp, cơ khí và y dược. Các châu lục khác trên thế giới đều đi sau châu Âu về phương diện này, nên đơn giản là người châu Âu sở hữu những công cụ hoặc vũ khí giúp họ tàn sát các giống loài trong tự nhiên sớm hơn bất kỳ châu lục nào khác. Về sau, khi những thứ này phổ biến ra toàn thế giới, thì không chỉ người châu Âu mà bất kỳ người châu nào cũng có thể đe dọa các giống loài trong tự nhiên trên quy mô công nghiệp. Thậm chí là không cần đến vũ khí và tàn sát, chỉ riêng việc con người ngày nay sống thọ hơn, đẻ nhiều hơn cũng đã khiến cho môi trường sống của rất nhiều loài động vật bị thu hẹp để nhường chỗ cho con người cư trú, canh tác và làm công nghiệp. Khi bị thu hẹp đến một mức nào đó thì sự tồn tại của chúng cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Thế nên nếu chỉ đổ lỗi cho riêng người châu Âu thì hơi phiến diện, bởi chính chúng ta cũng đang tận hưởng những thành tựu khoa học mà họ mang lại. Vấn đề thứ hai, một số bạn cho rằng sự tuyệt chủng của các giống loài với tốc độ đáng báo động như hiện nay chỉ là quy luật của tự nhiên, thích nghi thì sống mà yếu kém thì chết. Điều này không sai nhưng đừng quên rằng bản thân con người cũng là một giống loài sinh sống trên trái đất và cũng chịu ảnh hưởng của các quy luật tự nhiên. Sự biến mất của các giống loài là một lời cảnh báo cho sự thay đổi nhanh chóng của hệ sinh thái và môi trường trên trái đất mà con người là một trong những nguyên nhân lớn nhất. Sự thay đổi quá nhanh đó có thể dẫn đến những hệ quả khôn lường mà đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải gánh chịu một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Những khẩu hiệu như bảo vệ hành tinh xanh, cứu lấy trái đất hoàn toàn sai mà thực chất cần phải nói rằng hãy hành động để cứu lấy chính nhân loại. Trái đất này đã trải qua 5 đợt đại tuyệt chủng và nó vẫn tồn tại, chỉ có các giống loài là biến mất. Con người cũng có nguy cơ như thế nếu chúng ta không thể giảm bớt các tác động tiêu cực của mình với môi trường và hệ sinh thái. Ok, và đó là hai vấn đề còn tồn đọng sau video 10 giống loài tuyệt chủng vì con người đầu tiên. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục điểm tên 10 giống loài khác đã tuyệt chủng vì con người, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Sói Nhật Bản. Chó sói Nhật Bản là một phân loài sói xám, động vật đặc hữu của các đảo Honshu, Shikoku và Kyushu của Nhật Bản và có thể là một trong những họ hàng gần nhất của chó nhà ngày nay. Nhiều nòi chó nhà có xuất xứ từ Nhật Bản chẳng hạn như là chó Shiba, chó Akita đều có ADN của chó sói Nhật Bản, có thể là kết quả của những lần lai giống trong quá khứ. Chó sói Nhật Bản từng có vai trò nhất định trong đời sống tâm linh và văn hóa của người Nhật. Trong tín ngưỡng thần đạo thì chó sói được xem là sứ giả của thần linh, giúp con người bảo vệ mùa màng trước những con vật phá hoại như lợn rừng và hầu nai. Người dân vùng núi ở Nhật Bản càng đề cao chó sói hơn, và họ tin chó sói sẽ bảo vệ họ khi phải băng qua những ngọn núi hẻo lánh và hoang vu. Nhiều ngôi làng miền núi ở Nhật Bản được đặt tên là sói, chẳng hạn như Okamiwa có nghĩa là đá sói, hay Okamitaira có nghĩa là cao nguyên sói. Chỉ riêng trên đảo Honshu thì người ta đã đếm được đến 20 ngôi đền thờ sói. Từng được đề cao và tôn thờ là vậy, nhất là vào thời buổi mông muội khi con người luôn phải sợ hãi trước những thế lực tự nhiên. Đến khi nước Nhật bước vào công cuộc duy tân dưới thời Nhật Hoàng Minh Trị, trở thành một quốc gia hùng mạnh ở phương Đông, số phận của chó sói Nhật Bản thay đổi theo một cách bất ngờ, theo chiều hướng tiêu cực hơn. Khi người ta đã có súng trong tay thì hiển nhiên không dã thú nào còn đáng sợ, thì họ đâu cần sự bảo vệ của chó sói làm gì. Thậm chí là chính những con chó sói được thờ phụng ngày nào thì nay cũng trở thành đối tượng cho những chuyến đi săn của con người. Việc con người chặt phá rừng để mở rộng địa bàn cư trú và diện tích canh tác cũng khiến sói Nhật Bản mất đi môi trường sống, càng khiến cho mối quan hệ giữa chúng với con người trở nên căng thẳng hơn. Nhiệm vụ chó sói tấn công người bắt đầu nổ ra như một hệ quả tất yếu. Để đáp lại thì chính quyền Minh Trị cho phép và khuyến khích người dân tiêu diệt chó sói để bảo vệ nhân mạng và mùa màng, dẫn đến tình trạng săn bắn tràn lan, đẩy các quần thể chó sói Nhật Bản vào cảnh tuyệt vọng, bên cạnh những nguyên nhân khác như bệnh dại.
Con chó sói Nhật Bản cuối cùng được ghi nhận đã bị bắt và giết chết vào năm 1905 tại ngôi làng Higashiyoshina ở tỉnh Nara trên đảo Honshu. Hải cẩu thầy tu Caribe. Hải cẩu thầy tu Caribe là một loài động vật có vú trong họ hải cẩu, bộ thú ăn thịt. Hải cẩu thầy tu Caribe được xem là một trong những loài động vật biểu tượng của vùng biển này. Chúng có bộ lông màu nâu đỏ và một vòng trắng ở cổ, tạo nên một vẻ ngoài đặc biệt và dễ nhận biết. Chúng thường được tìm thấy trên các bãi đá hoặc bãi cát, với số lượng tụ tập có thể từ vài chục con cho đến 100 con thuộc đủ mọi lứa tuổi. Thức ăn của chúng chủ yếu là cá và các loài giáp xác. Hải cẩu Caribe từng là con mồi của những loài cá mập sống trong vùng, chẳng hạn như cá mập trắng và cá mập hổ, đồng thời cũng có thể bị săn bởi cá voi sát thủ. Tuy nhiên, đây là những mối quan hệ tương đối lành mạnh giữa kẻ săn mồi và con mồi, và có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì giữa chúng cho đến khi con người xuất hiện. Vào thế kỷ 15 thì ngay ở một trong những lần nhìn thấy hải cẩu thầy tu Caribe đầu tiên, một nhóm thủy thủ đã tiến 8 con hải cẩu đăng xuất khi chúng đang nghỉ ngơi trên bãi biển. Kể từ đó là những trang sử đẫm máu, khi con người nhận ra họ có thể lấy mỡ của những con vật ngây thơ, không sợ người này để bôi trơn máy móc trong các đồn điền và thắp đèn. Cuối thế kỷ 17, người ta từng ghi nhận có đến hàng trăm con hải cẩu bị giết một đêm cho mục đích này. Sự tàn sát không ghê tay của con người đã khiến số lượng hải cẩu suy giảm mạnh, và đến năm 1850 đã không còn đủ hải cẩu để người ta có thể săn bắt cho mục đích thương mại được nữa. Như vậy vẫn chưa đủ thê thảm, không đủ cho mục đích thương mại nhưng vẫn đủ cho mục đích khoa học. Các chuyến thám hiểm khoa học tiếp tục làm suy kiệt số lượng hải cẩu ít ỏi còn sót lại khi các đoàn thám hiểm thường xuyên giết chúng để làm mẫu vật nhồi bông cho các bảo tàng. Không chỉ vậy, chúng còn bị triệt đường sống khi hoạt động đánh bắt cá tham lam của con người khiến việc tìm kiếm thức ăn trở nên khó khăn hơn nhiều. Những lần nhìn thấy hải cẩu Caribe ngày càng thưa dần và lần cuối cùng người ta báo cáo về việc nhìn thấy chúng là vào năm 1952. Từng có một vài cá thể được bắt về nuôi trong sở thú nhưng không thể sống sót. Vẹt đuôi dài Carolina. Vẹt đuôi dài Carolina là một loài chim tuyệt chủng trong họ vẹt. Đây là loài vẹt duy nhất ở bản địa miền Đông Hoa Kỳ. Nó từng được tìm thấy từ miền Nam tiểu bang New York và Wisconsin tới vịnh Mexico và nó sống trên các khu rừng già ven sông. Vẹt đuôi dài Carolina có bộ lông màu xanh lá cây và đầu màu vàng nhạt, tạo nên một vẻ ngoài đặc trưng. Chúng có thể sống trong những đàn lớn đến khoảng 300 con trong một đàn, tạo ra âm thanh khá ồn ào. Chúng xây tổ trong những hốc cây, đẻ từ 2 đến 5 trứng mỗi lần. Nhiều con cái có thể đẻ trứng chung vào một tổ. Thức ăn của chúng là hạt cây rừng, trái cây, hoa và đôi khi là côn trùng. Tuy không đông đúc như chim bồ câu viễn khách, nhưng vẹt đuôi dài Carolina vẫn là một loài chim đông đúc ở Bắc Mỹ khi đó, qua các mô tả của các nhà thám hiểm và người định cư châu Âu trong các thế kỷ 16, 17 và 18. Tuy nhiên, vào nửa sau thế kỷ 19 thì người ta bất ngờ nhận thấy sự thưa thớt dần dần, cho đến vắng bóng hẳn của loài chim này. Các nghiên cứu khoa học sau đó cho thấy sự suy giảm số lượng vẹt đuôi dài Carolina có mối liên hệ khá rõ với sự mở rộng của các khu định cư và hoạt động phá rừng của con người. Đến đầu thế kỷ 20 thì người ta gần như không còn nhìn thấy loài chim này trong hoang dã nữa và cá thể hoang dã cuối cùng đã bị con người bắn hạ vào năm 1904. Đến năm 1918 thì cá thể nuôi nhốt cuối cùng cũng qua đời trong chính chiếc chuồng mà trước đó cá thể bồ câu viễn khách cuối cùng Martha đã từng sống và chết. Bò rừng châu Âu. Bò rừng châu Âu là một loài động vật có vú trong họ Bovidae, phân bố rộng rãi trên châu Âu và châu Á. Chúng có lông mềm, dài, thẳng, lông ở trên trán thường xoắn lại, màu sắc lông có thể đen, nâu hoặc trắng, hoặc là xám có sọc vàng, trắng dọc theo sống lưng. Sừng bò dài như cánh cung, màu đen và có thể dài đến 80cm. Chúng từng là những động vật ăn cỏ lớn nhất của thế toàn tân. Bò rừng châu Âu và những phân loài của nó từng có phạm vi phân bố rất rộng, trải dài từ lục địa Á Âu cho đến Ấn Độ và sang châu Phi. Chúng yêu thích những đồng cỏ mở và thảo nguyên nằm cạnh các con sông hay khu rừng. Trong những môi trường như vậy thì những động vật săn mồi có thể đe dọa bò rừng châu Âu là sư tử, hổ hoặc linh cẩu. Con non của chúng cũng có thể là đối tượng săn mồi của sói xám và gấu nâu. Nhưng với bầy đàn có số lượng khổng lồ và khả năng sinh sản mạnh mẽ, bò rừng châu Âu gần như không thể bị đe dọa tuyệt chủng bởi những loài săn mồi này. Mối quan hệ giữa con người và bò rừng cũng tương đối hòa bình khi con người mới bắt đầu trỗi dậy. Nhiều hình vẽ trong các hang động với chủ đề là bò rừng cho thấy sự hiện diện của bò rừng trong đời sống của người tiền sử. Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, chúng cũng tượng trưng cho sức mạnh và năng lực tình dục. Thế nhưng khi con người mạnh mẽ hơn, tình hình cũng trở nên xấu đi với bò rừng châu Âu. Rừng bị chặt phá, bò rừng mất nơi cư trú và bị săn bắn quá mức, dẫn đến số lượng suy giảm mạnh. Đến thế kỷ 13 thì số lượng bò rừng còn ít đến nỗi, việc săn chúng chỉ còn là đặc quyền của giới quý tộc. Đàn bò rừng sống sót cuối cùng được ghi nhận vào thế kỷ 17 ở Ba Lan, nhưng thành viên cuối cùng của đàn này cũng chết vào năm 1627. Dù vậy thì bộ gen của chúng không hoàn toàn mất đi, mà do quá trình thần hóa và lai giống các giống bò khác, ngày nay một phần gen của bò rừng vẫn hiện diện trong bộ gen của các loài bò ngày nay.
Linh Dương Lam. Linh Dương Lam đúng là một cái tên thật đẹp. Loài này có họ hàng gần với Linh Dương Lang và Linh Dương Đen ở Đông Phi, nhưng mảnh rẻ và nhỏ hơn cả hai loại họ hàng. Chúng sống ở ven biển phía tây nam đồng cỏ Savannah Nam Phi, nhưng đã lan rộng hơn trong thời kỳ băng hòa cuối cùng. Đây có thể là một loài ăn cỏ chọn lọc, ưa thích cỏ chất lượng cao. Cái tên Linh Dương Lam có thể bắt nguồn từ một quan sát không chính xác của những người đầu tiên mô tả nó, có thể do họ đã bị đánh lừa bởi bộ lông sẫm màu với những sợi lông mảnh đen nhánh, xen lẫn lông vàng, khi kết hợp với ánh sáng có thể tạo ra cảm giác về màu xanh dương hay màu lam. Linh Dương Lam đã tiếp xúc với con người từ lâu, bằng chứng là những bức vẽ trên đá của người bản địa thời tiền sử. Họ tin rằng loài vật này có sức mạnh siêu nhiên. Theo các nhà khoa học thì trước khi người châu Âu đặt chân lên địa bàn của Linh Dương Lam vào thế kỷ 17 và 18, loài này đã bắt đầu suy giảm do các nguyên nhân tự nhiên, bởi so với phạm vi của các hóa thạch thì địa bàn của chúng đã bị thu hẹp. Tuy nhiên, người châu Âu với các công cụ săn bắn hiệu quả đã trực tiếp đẩy Linh Dương Lam đến vực thẳm tuyệt chủng. Nhà sinh học người Đức Heinrich Lichtenstein khẳng định rằng con Linh Dương Lam cuối cùng đã bị bắn hạ vào năm 1799 hoặc 1800, biến loài vật này trở thành động vật hữu nhú lớn đầu tiên của châu Phi bị tuyệt chủng. Cá sấu hàn rũ. Cá sấu hàn rũ có danh pháp khoa học Hanyusuka sinensis, là một loài cá sấu móm dài thuộc Agaviallidae có chiều dài lên đến hơn 6 mét, sống ở miền Nam Trung Quốc ngày nay. Sự hiện diện của chúng được ghi nhận từ khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên cho đến thế kỷ 15 vào đời nhà Minh. Tên chi của loài này được đặt theo tên của Hàn Dũ, một nhà thơ và cũng là một vị quan thời nhà Đường. Sách sử ghi chép rằng ở địa phương Hàn Dũ cai quản có cá sấu đến quấy nhiễu, ông bèn sai làm thịt dê, thịt lợn để tế và đọc bài văn tế cá sấu. Mấy hôm sau thì cá sấu cũng đi mất và không còn quấy nhiễu dân chúng nữa. Loài cá sấu trong câu chuyện này rất có thể chính là Hanyusuka. Ngoài ra thì Hanyusuka và mối quan hệ căng thẳng giữa chúng với con người cũng được nhắc đến nhiều lần trong các tài liệu cổ. Trong đó, cá sấu tấn công người và gia súc, nhưng cũng bị con người sát hại nhiều lần. Cá sấu Hanyusuka cũng có thể được con người sử dụng như một công cụ xử tử tội phạm khi kẻ từ tù bị quăng vào đầm lầy cá sấu. Không chỉ trên tài liệu, bằng chứng về cuộc xung đột cũng hiện diện trên các mẫu vật được tìm thấy. Một mẫu vật Hanyusuka có đến 17 vết chặt, hầu hết nhắm vào phần hộp sọ, có thể do một cuộc tấn công bởi nhiều người gây ra bằng rìu đồng. Nhìn chung thì các triều đại phong kiến Trung Quốc khuyến khích việc giết cá sấu với mục đích trừ hại cho dân, đồng thời việc mở rộng địa bàn cư trú và canh tác của con người khiến cho môi trường sống của cá sấu Hanyusuka bị thu hẹp nhanh chóng cho đến khi chúng tuyệt chủng hoàn toàn. Cú mặt cười. Cú mặt cười là một loài cú đặc hữu của New Zealand, được mô tả khoa học từ giữa thế kỷ 19. Cú mặt cười sống ở những khu vực nhiều đá và có lượng mưa thấp. Thực đơn của chúng khá đa dạng, từ côn trùng, thằn lằn, chuột và có thể một số loài chim nhỏ khác. Chúng làm tổ bằng cỏ khô, trong những khe đá hoặc hốc đá, sinh sản vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. Chúng có khuôn mặt khá dễ thương, vì thế mới có cái tên là cú mặt cười. Thế nhưng, số phận của chúng thì lại không được vui vẻ như vậy. Từng có số lượng không ít trước khi người châu Âu đến New Zealand, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 70 năm sau khi được mô tả khoa học, loài cú này đã biến mất hoàn toàn. Mẫu vật cuối cùng được ghi nhận chết vào năm 1914 tại trạm Blue Cliffs ở Canterbury, New Zealand, dù sau này có một số báo cáo không được xác thực về việc đã nhìn thấy các cá thể hiếm hoi sót lại trong tự nhiên. Cũng giống như một số loài chim trên đảo đã tuyệt chủng khác, sự tuyệt chủng của cú mặt cười có liên quan chặt chẽ đến sự xuất hiện của một số loài săn mồi được con người mang theo khi định cư, gồm mèo và John. Bên cạnh đó là việc săn bắt để bán lại cho những nhà sưu tầm hay bảo tàng làm mẫu vật. Dù có thể con người không trực tiếp khiến cú mặt cười tuyệt chủng, nhưng sự cạnh tranh đến từ các loài vật do con người mang đến New Zealand đã góp phần quan trọng khiến cho loài chim này bị xóa sổ. Chim Kawaii-o. Mình biết đến câu chuyện về loài chim đặc biệt này từ comment của bạn The Frog Hunter VN trong video trước. Chúng có danh pháp khoa học là Moho brachytes, là thành viên cuối cùng còn sót lại của họ chim Mohoidi đặc hữu của Hawaii. Toàn bộ họ chim này hiện nay đều đã tuyệt chủng và do đó, sự biến mất của Kawaii-o đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một họ chim biến mất hoàn toàn chỉ trong vòng 500 năm, dù cho họ chim này đã có lịch sử từ 15 đến 20 triệu năm trước. Kawaii-o là loài đặc hữu của đảo Kauai và từng rất phổ biến trong các khu rừng cận nhiệt đới của đảo này cho đến đầu thế kỷ 20, khi sự suy giảm của chúng bắt đầu. Chim Kawaii-o có kích thước nhỏ, chỉ dài khoảng 20cm, với đầu, cánh và đuôi đều có màu đen. Phần còn lại của lưng chim có màu nâu xám, trở nên màu hung đỏ ở hông và hai bên thân. Cổ và ngực chim có màu đen với các sọc trắng, đặc biệt là ở các cá thể cái. Lông đuôi giữa thì dài và có một chùm lông màu xám nhạt ở dưới cánh. Mặc dù mỏ và chân chim đều có màu đen, lông chân lại có màu vàng óng. Giống như các loài chim hút mật khác, chúng có mỏ sắc nhọn và hơi cong để hút mật hoa. Loài chim này cùng với các họ hàng của nó tuyệt chủng dần dần bởi một số nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như do bệnh truyền nhiễm từ muỗi, nhưng con người vẫn góp một phần quan trọng.
con người đã du nhập các loài săn mồi như mèo, đồng thời phá hủy các khu rừng cư trú của Kawaii'o và họ hàng. Từ một loài chim phổ biến trên đảo thì đến đầu thập niên 1960, chỉ còn có khoảng 34 cá thể còn sống được ghi nhận. Cú sốc cuối cùng xảy ra khi hai cơn bão liên tiếp trong vòng 10 năm ập vào Hawaii, phá hủy những nơi cư trú cuối cùng của loài chim này, và cuối cùng thì chỉ có một con chim trống sống sót cho đến những năm đầu thập niên 1980. Người ta đã nghe thấy tiếng nó gọi chim mái cho đến lần cuối cùng là vào năm 1987, nhưng có lẽ đã không còn con cái nào để đáp lại tiếng gọi của nó nữa. That's the last male of a species singing for a female. Châu chấu núi Rocky. Có thể việc đưa vào một loài châu chấu trong danh sách này sẽ gây một chút tranh cãi, bởi đối với nhiều người thì châu chấu là thiên tai địch hại đối với mùa màng của con người. Nhưng cần nhớ rằng châu chấu núi Rocky đã có trước khi người da trắng đến định cư tại Bắc Mỹ, và chúng là thành phần của một hệ sinh thái hết sức đa dạng. Từng được nhìn thấy với những đàn có số lượng ước tính lên đến hàng nghìn tỷ con, bao phủ một khu vực còn rộng hơn nước Việt Nam hiện tại là 510.000 km². Châu chấu núi Rocky cho đến nay vẫn được sách kỷ lục Guinness công nhận là loài động vật có mật độ tập trung cao nhất từng thấy trong lịch sử. Tuy nhiên, sau lần tụ tập hoành tráng đó vào năm 1875, châu chấu núi Rocky đã biến mất không còn lại một con nào trong vòng chưa đầy 30 năm. Điều đó khó tin đến nỗi, rất ít người thu thập các mẫu vật châu chấu núi khi chúng còn chưa tuyệt chủng. Tất nhiên, những người định cư da trắng thì không thích châu chấu. Khi con người khai hoang để trồng trọt thì đương nhiên là mùa màng của họ sẽ trở thành thức ăn của các loài côn trùng có số lượng đông khủng khiếp như vậy. Thậm chí là chúng còn xơi cả gỗ, da và quần áo của họ nữa. Mối quan hệ không lấy gì làm tốt đẹp này đã dẫn đến những nỗ lực mạnh mẽ nhằm tiêu diệt châu chấu bằng lửa, thuốc súng, dầu sôi, chất độc hay thậm chí bằng cả dạ dày. Nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Chính quyền các bang chịu nạn châu chấu đã bắt đầu chính sách dùng tiền để khuyến khích người dân diệt châu chấu, thậm chí là đưa vào chương trình lao động công ích. Nông dân thì chuyển sang trồng những loại ngũ cốc trưởng thành vào thời điểm châu chấu chưa kịp di cư để tránh bị chúng phá hoại. Những biện pháp này có vẻ đã phát huy hiệu quả, cộng thêm việc cày cấy và làm thủy lợi của con người đã phá nát những địa điểm để trứng của châu chấu núi Rocky, khiến số lượng của chúng suy giảm đột ngột cho đến khi con người không còn thấy chúng xuất hiện trở lại nữa. Dù vậy thì sự đông đúc một thời của chúng vẫn khiến con người hoài nghi về sự tuyệt chủng của châu chấu núi Rocky, và phải đến năm 2014 thì chúng ta mới chính thức thừa nhận chúng đã tuyệt chủng hoàn toàn. Con người có thể không tiếc nuối lắm với sự biến mất này, nhưng các loài khác thì có. Châu chấu núi Rocky có thể là nguồn thức ăn của nhiều loài động vật khác, và sự biến mất của chúng cũng khiến những loài này lâm nguy, chẳng hạn như là chim rẽ Eskimo. Tê giác đen Tây Phi. Tê giác đen Tây Phi là một phân loài tê giác hiếm của loài tê giác đen sinh sống ở châu Phi. Vào năm 2011 thì Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tuyên bố rằng loài tê giác đen Tây Phi đã tuyệt chủng, và đây là một trong những trường hợp tuyệt chủng gần đây nhất của động vật do con người. Điều đó cho thấy là ngay cả trong thời đại mà con người đã có ý thức về sinh thái và môi trường hơn, không phải các loài động vật hoang dã đã an toàn. Tê giác đen Tây Phi từng sinh sống khắp ở các vùng savanna Tây Trung Phi nhưng đã bị tuyệt diệt do nạn săn trộm. Tê giác đen Tây Phi có thể dài gần 4 mét, cao gần 2 mét và nặng đến 1,3 tấn. Nó có hai sừng, sừng đầu tiên dài từ 0,5 đến 1,3 mét và sừng thứ hai dài từ 2 đến 55 cm. Ở trên đồng cỏ thì ngay cả những động vật săn mồi đáng sợ nhất như sư tử chắc cũng không dám bắt co với tê giác đen Tây Phi, như không may cho chúng là con người có súng. Từ đầu thế kỷ 20 thì chúng đã bị săn bắn tràn lan nhưng có hy vọng phục hồi nhờ các chương trình bảo vệ vào thập niên 1930. Nhưng khi các chương trình này nới lỏng vào khoảng những năm 1980, nạn săn trộm lại hoành hành trở lại và đẩy tê giác đen Tây Phi đến bờ vực một lần nữa với số lượng chỉ còn khoảng 10 con vào năm 2000. Đến năm 2006 thì những nỗ lực tìm kiếm không thể tìm thấy bất kỳ con tê giác đen Tây Phi còn sống nào và chúng bị tuyên bố tuyệt chủng vào năm 2011. Tê giác đen Tây Phi luôn là một trong những loài tê giác đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Chúng bị săn bắt để lấy sừng, bởi sừng của tê giác đen châu Phi được đánh giá cao trên thị trường chợ đen và được sử dụng trong y học cổ truyền của một số nước châu Á. Vâng, vừa rồi là danh sách 10 động vật tiêu biểu khác bị tuyệt chủng vì con người. Sự tuyệt chủng của nhiều loài động vật do bàn tay con người là một thực tế đáng buồn của thời đại chúng ta. Con người đã phát triển quá nhanh, quá mạnh mẽ đến nỗi chúng ta không thể kiểm soát được những tác động của mình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ biết cách thay đổi thực tế này trước khi quá muộn. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video hay thì mọi người đừng quên đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.